Trương Thanh, yêu nữ tuyệt sắc trong Tây Du Ký, giải nghệ trở thành nữ tỷ phú. Nhắc đến cái tên Trương Thanh, chắc hẳn nhiều khán giả cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, nếu nói đến Vạn Thánh Công Chúa trong Tây Du Ký 1986, công chúng sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một nữ yêu tinh tuyệt sắc. Dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng vai diễn này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Đây cũng là vai diễn tạo dựng tên tuổi cho người đẹp Trương Thanh. Trở thành ngôi sao nổi tiếng nhờ Tây Du Ký 1986. Trương Thanh khởi nghiệp là diễn viên múa. Từ năm 1979 đến năm 1982, cô là nghệ sĩ múa trực thuộc Đoàn Cao Vũ Chiến Khu Bắc Kinh và Đoàn Văn Công Nhị Pháo. Năm 1982, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô được đạo diễn Dư Khiết giao cho vai diễn Vạn Thánh Công Chúa trong Tây Du Ký 1986. Vạn Thánh Công Chúa là con gái của Vạn Thánh Long Vương, có dung mạo như hoa như nguyệt. Vạn Thánh Công Chúa tuy thanh thân với Bạch Tiểu Long, nhưng lại tư thông với Cửu Đầu Trùng ngay trong đêm động phòng hoa chúc. Phát hiện điều này, Tiểu Bạch Long đã nổi giận đùng đùng và đốt cả bảo vật mà Ngọc Hoàng ban tặng. Anh phạm vào luật trời và bị đẩy xuống sông Ưng Sâu. Sau này, Tiểu Bạch Long biến thành ngựa Bạch Long, theo phò tá Đường Tăng. Trên đường đi lấy kinh, các thầy trò Đường Tăng đã dẹp tan nhóm yêu quái tại đầm Bích La, tiêu diệt Cửu Đầu Trùng. Bạch Long cũng lừa lấy lại được ngọc quý từ tay Vạn Thánh Công Chúa. Người đảm nhận vai diễn Vạn Thánh Công Chúa là nữ diễn viên Trương Thanh. Bà sinh ra tại Hàng Châu, Trung Quốc và vốn là một diễn viên múa. Năm 1982, sau khi thành công với vai trò người mẫu quảng cáo, Trương Thanh mới chuyển hướng sang diễn xuất. Bà lọt vào mắt xanh của đạo diễn Dư Khiết khi đang tuyển diễn viên cho phim Tây Du Ký. Trương Thanh từng thừa nhận, trong dàn diễn viên nhận vai trong Tây Du Ký, bà là người kém danh tiếng nhất. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, diễn xuất và nhan sắc của bà lại khiến khán giả mê đắm. Nhờ vẻ đẹp đậm chất cổ điển, thanh cao, kiều diễm, bà được mệnh danh là Tây Thi thời hiện đại. Dù chỉ xuất hiện trong một tập phim ngắn ngủi, nhưng vai diễn Vạn Thánh Công Chúa của Trương Thanh vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Công chúng hết lời khen ngợi nhan sắc diễm lệ của người đẹp. Vai diễn Vạn Thánh Công Chúa còn giúp Trương Thanh trở thành ngôi sao nổi tiếng. Từ đây, cô nhận được nhiều lời mời đóng chính trong các bộ phim, phim điện ảnh và truyền hình. Nữ tỷ phú được nể trọng trong giới kinh doanh. Song song với diễn xuất, Trương Thanh còn đầu tư vào kinh doanh. Năm 1988, cô thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Gia Hưng Quảng Châu. Công ty của cô đã thực hiện nhiều video quảng cáo nổi tiếng cũng như giành nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Cùng năm đó, Trương Thanh theo học khóa học thiết kế thời trang tại Học viện Mỹ thuật Quảng Đông. Dù rất bận rộn nhưng người đẹp vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cô là phó chủ nhiệm ủy viên Hội chữ thập đỏ Trung Quốc. Năm 1990, khi sự nghiệp diễn xuất rực rỡ nhất, Trương Thanh bất ngờ quyết định tạm biệt làng giải trí. Cô không muốn vì chạy theo danh lợi phù phiếm mà bỏ lỡ những phút giây quý giá bên gia đình. Trương Thanh muốn dành nhiều thời gian chăm sóc chồng con và làm kinh doanh. Năm 1997, người đẹp mở công ty chuyên về may mặc. Cô cũng thành lập nhãn hiệu thời trang mang tên Isha. Cả hai công ty quảng cáo và may mặc của Trương Thanh đều làm ăn phát đạt, giúp cô trở thành nữ tỷ phú được trong giới kinh doanh nể trọng. Thập niên mới khởi nghiệp kinh doanh, công ty của bà đã tạo tiếng vang lớn khi hợp tác cùng liên hoan phim hàng đầu như Cannes, Venice và cả hội đồng trao giải Oscar. Ngoài Khâu Bối Ninh, Trương Thanh chính là bà hoàng của giới quảng cáo và may mặc, tờ QQ từng nhận xét về mỹ nhân Tây Du Ký. Năm 1998, vì nhớ ngày diễn, người đẹp tái xuất làng giải trí với vai diễn Phò Tắc Thiền trong bộ phim truyền hình Thượng Quan Uyển Nhi. Với kinh nghiệm diễn xuất phong phú, cô không hề gặp khó khăn khi thể hiện nhân vật Phò Tắc Thiền trải dài từ năm 30 đến 80 tuổi. Tuy được công chúng yêu mến nhưng Trương Thanh không đóng nhiều phim, cô không coi diễn xuất là nghề kiếm tiền mà như một niềm đam mê. Sau hơn 3 thập kỷ, Trương Thanh không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian. Vóc dáng của cô ngày càng đẩy đà, thế nhưng ở cô luôn toát lên vẻ phong thái sang trọng, quý phái. Mỹ nhân Tây Du Ký vẫn thi thoảng tham gia đóng phim và các show truyền hình. Trong chương trình Ice with Ice, Trương Thanh nhớ lại quá trình quay Tây Du Ký cách đây hơn 30 năm. Bà thừa nhận bộ phim này đã mở ra cánh cửa cho sự nghiệp diễn xuất của bà. Nếu không được đạo diễn Dương Khiết chọn, Dương Thanh có thể mãi mãi chỉ là một vũ công ít tên tuổi. Bộ phim này có thể nói là chưa từng có trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Tôi tin rằng không gì có thể vượt qua nó trong tương lai. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nó rất có ý nghĩa với tất cả các diễn viên tham gia quay phim. Thật phi thường, bà nói. Dù rất yêu thích diễn xuất nhưng Trương Thanh không hề hối hận khi không tiến xa hơn trên con đường này. Đối với bà, sống hết mình và được thử sức ở mọi lĩnh vực mình yêu thích đã là một điều may mắn và thành công với chính bản thân. Một số nguồn tin tiết lộ, Trương Thanh kết hôn với một doanh nhân Hoa Kiều. Sự nghiệp của bà được ủng hộ khá lớn từ ông. Sau kết hôn, có thời gian bà đã sang nước ngoài sống. Bà kính tiếng về đời tư, nhưng từng tâm sự có một người con trai. Năm xưa, bà bỏ đóng phim cũng vì thương con nhỏ dại. Ở tuổi xế chiều, nữ diễn viên sống giàu có viên mãn bên chồng con.